chứng khoán NH Việt Nam, hướng dẫn đặt lệnh qua ứng dụng NHSV Mobile 2.0. 1. Đặt lệnh thường. Để đặt lệnh thường qua ứng dụng NHSV Mobile 2.0, bạn đăng nhập và làm theo các bước sau. Bước 1. Mở chức năng đặt lệnh. Đầu tiên, bạn chọn biểu tượng menu tại mục cơ sở, chọn giao dịch, sau đó chọn lệnh. Bạn có thể truy cập nhanh từ biểu tượng chức năng lệnh trên thanh công cụ. Bước 2. Chọn mã chứng khoán mà bạn muốn thực hiện giao dịch bằng cách nhấn vào biểu tượng tìm kiếm. Sau đó chọn tài khoản trong danh sách tài khoản. Bước 3. Chọn loại lệnh. Nhấn mua hoặc bán để đặt lệnh tương ứng. Bước 4. Nhập thông tin lệnh bao gồm loại lệnh. Chọn loại lệnh thích hợp. Khối lượng giao dịch. Nhập khối lượng giao dịch. Và giá. Nhập giá giao dịch hoặc nhấn vào khu vực dư mua, dư bán để chọn giá. Bước 5. Xác nhận lệnh. Thông tin đặt lệnh đầy đủ mà bạn nhập sẽ được hiển thị trên màn hình. Bạn kiểm tra và nhấn mua, sau đó nhấn vào xác nhận để gửi lệnh cho công ty chứng khoán. Như vậy là bạn đã thực hiện đặt lệnh thành công. 2. Đặt lệnh nhanh. Đầu tiên, bạn chọn biểu tượng menu. Tại mục cơ sở, chọn giao dịch, sau đó chọn lệnh nhanh. Bước 2. Chọn mã chứng khoán mà bạn muốn giao dịch bằng cách nhấp vào biểu tượng tìm kiếm. Sau đó chọn tài khoản. Bước 3. Chọn khối lượng giao dịch để nhập khối lượng giao dịch. Bước 4. Chọn giao dịch mua hoặc bán theo giá hiển thị. Nếu mua thì chọn vào ô bên cột mua tương đương với dòng hiển thị giá muốn mua, và muốn bán thì cũng làm tương tự. Bước 5. Xác nhận lệnh. Sau khi chọn vào ô cạnh mức giá muốn mua, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận lệnh. Bạn kiểm tra và nhấn xác nhận để gửi lệnh đến công ty chứng khoán. Như vậy là bạn đã thực hiện đặt lệnh nhanh thành công. 3. Thực hiện đặt lệnh trước và tạo lệnh dừng. Để thực hiện đặt lệnh trước, chức năng này cho phép bạn đặt lệnh trước trong phiên gần nhất hoặc tạo lệnh dừng. Chức năng này cho phép bạn tạo lệnh đặt trước trong nhiều phiên giao dịch tiếp theo, tối đa là 30 ngày. Bạn chọn chức năng đặt lệnh tương ứng trên thanh menu và thao tác tương tự với các bước đặt lệnh thường. Sau khi đặt lệnh, bạn có thể vào phần lịch sử lệnh trên thanh menu hoặc sổ lệnh từ biểu tượng chức năng lệnh trên thanh công cụ để tìm kiếm lệnh của mình, hoặc vào phần hủy, sửa để hủy sửa lệnh. Và đó là các bước để đặt lệnh qua ứng dụng NHSV Mobile 2.0.